Lễ khai mạc sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Gia Lai, đồng thời livestream trên các nền tảng mạng xã hội truyền hình Gia Lai vào lúc 15 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 12 năm 2023. Mời quý vị khán giả đón xem. Truyền hình Gia Lai sẽ cập nhật hình ảnh và thông tin về các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện Hội khỏe phù đồng tỉnh Gia Lai lần thứ 11 năm 2023.